Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn trở lại kênh của Đặng Tín Audio. Thì tôi có video nhưng qua giới thiệu về dòng máy Sennheiser BGX-868 này thì được các bạn đặt hàng rất nhiều luôn. Các bạn được đặt hàng rất nhiều. Thì nó sẽ giới thiệu lại các bạn về cái dòng máy Sennheiser BGX-868 này. Và đầu tháng thì cũng sẽ có giá tốt cho các bạn. Được chưa? Đây là dòng máy Sennheiser BGX-868. Lô này em lấy được của một phòng hát bên kia do bị dịch bệnh nhá. Bão lụt thì gần như là hàng phòng hát này phải phá sản, gần như là họ đã phá sản rồi. Thì em đã được cái lô mic này về và số lượng cũng không có nhiều đâu, dòng mic Sennheiser BGX. Và yên tâm là tất cả những dòng mic mà đã vào phòng hát thì có yên tâm về chất lượng của nó nhá. Và yên tâm về chất lượng của nó. Và nhìn này, tất cả từ tai mic đầu thu gần như nó đẹp, còn nguyên đồng hộp luôn. Vì cái giống như cái phòng hát này họ chưa sử dụng được lần nào. Đấy. Rắc nguồn này, rắc 6 ly này và 22 rắc carbon để bạn làm sự kiện nhá. Bạn nào làm sự kiện thì có 2 rắc carbon này. Đang tem gắn liền luôn, có nhìn rất là chất lượng luôn. Rất là chất lượng luôn. Dòng mic này sẽ được bảo hành 6 tháng rồi các bác, được chưa? Tất cả mic sẽ được bảo hành 6 tháng. Mic đầu thu rất nhỏ gọn và đẹp. Thì đây là toàn bộ tem mic của nó. Và giá sẽ rất là tốt nhá. Thì các bác theo dõi video bác cho Simon Ai nhá. Theo dõi video của bác sẽ bị lại bên trên Đặng Tín Audio Simon Ai nhá. Lại cho Simon Ai và nhớ đăng ký kênh đỏ cho em nhá. Bao nhiêu tem mic này đẹp như mới luôn. Và cầm rất là đầm, cầm rất là đầm và sướng tay luôn. Rất là đẹp nhá. Đấy, BGX-868. Tất cả mọi nhìn hàng còn rất đẹp các bạn. Sẽ được tặng đầy đủ chống lăn các bác nhá, sẽ đầy đủ chống lăn các bác, không thiếu một cái gì nhá. Hàng em sẽ tặng đầy đủ chống lăn các bác, các bác yên tâm đi, không thiếu một cái gì cho các bác luôn. Đây dòng mic Sennheiser BGX-868. Tất cả chất lượng. Rất là chất lượng luôn. Các bác nhìn này. Quá là chất lượng luôn. Cho xin một like nhá. Và tí sẽ test cái chất âm cho các bác nghe. Được chưa? Sẽ báo giá tốt cho các bác này. Giá mic này cực kỳ tốt. Có mà mua mới đồng hồ con này rơi vào tầm 2,6 triệu, 2,7 triệu gì đấy. Nhưng bán các bác mức giá chỉ 1.450.000 một bộ em bao ship. 1.450.000 một bộ em bao ship nhá. Được chưa? 1.450.000 một bộ mic này em bao ship. 1.450.000 bộ mic BGX-868 của Sennheiser này. Một mức giá thực sự các bác nó quá là rẻ và hợp lý. Nhắc lại giá các bác này, 1.450.000 một bộ em bao ship. Cực kỳ tốt. Mức giá thực sự rất là tốt. Và tí sẽ test cái chất âm luôn cho các bác nghe. Nha, 1.450.000 một bộ, số lượng không có nhiều. Đấy, em lấy được phòng hai bên kia về, số lượng không có nhiều đâu. Nên là các bác nào muốn sở hữu thì hết sức nhanh tay, tay mic rất là đẹp. Hát gia đình bao hay luôn. Đấy, đây là cái miệng trên này nó có cả cái chống lăn trên này luôn này. Đấy, chỉ 1.450.000 một bộ thôi, em bao ship. Các bác theo dõi video cho em Simon Ai nhá. Để cho em Simon Ai và nhớ đăng ký kênh đỏ cho em nhá. Đấy, một mức giá thực sự các bác là quá là tốt rồi. Đây. BGX-868. 1.450.000 một bộ nhá. Bao ship tận nơi. Được chưa? Bao ship tận nơi rồi các bác. Hàng rất chất lượng luôn. Quá đẹp. Đấy, 1.450.000 một bộ thôi. Giờ sẽ test qua cho các bác nghe nhá. Em gọi ca sĩ em ra hát nhá. Xin mời ca sĩ nhá. Tiếng em bao hay được, thực sự tiếng alo cực kỳ hay, sẽ test nghe chất âm nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chất âm của bộ mix Sennheiser BGX868 thực sự rất là hay nhá. Chỉ 1.450.000 bộ em vào ship. Mà chi tiết mua hàng liên hệ cho qua số thoại 0916 957808. Và xin chào các bạn nha, hẹn gặp tiếp theo.